ngày 7 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam nghệ sĩ Hồng Tơ, tức Hồng Tơ tên thật Cao Văn Tơ, sinh năm 1963 tại xã Điều Hòa, thị xã Mỹ Tho, tỉnh Mỹ Tho, nay là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, là một diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và nghệ sĩ cải lương người Việt Nam. Anh được khán giả biết đến qua các vai diễn trong các vở cải lương như Lý Trưởng, vở Hòn Vọng Phu, Ông Bầu và Xuyên, vở Bàn Thờ Tổ Một Cô Đào, Mã Nàng, vở Tình Yêu và Tướng Cướp để điều tra về hành vi đánh bạc. Nghệ sĩ Hồng Tơ cùng một số đối tượng khác bị bắt tại một tụ điểm cờ bạc ở vùng ven Sài Gòn vào khoảng 2 tuần trước.